Lại thêm một sự việc đau lòng, một chủ tiệm nail gốc Việt đã ngã gục ở tại ngay chính cửa tiệm của mình. Nhà chức trách quận King tiểu bang Washington vừa qua vào ngày 23 tháng 8 truy tố tên Terrence Chen, tội sát nhân bạo hành gia đình mức độ 2 liên quan đến cái chết của cô hảo Helen Tống. Nghi can 41 tuổi ở Seattle chuẩn bị sẵn hành lý và hộ chiếu khi dùng tuk Novit đã đâm vào mình hơn 100 lần vào mặt, tay và phần trên cơ thể. Sự việc xảy ra vào tối ngày thứ Năm ngày 18 tháng 8 tại cơ sở thẩm mỹ Sapphire Spa của cặp vợ chồng ở số 7016 ở đường số 15 Northwest ở khu phố Ballard ở Seattle. Tên này hiện đang bị giam giữ với mức bảo lãnh tại ngoại hậu tra là 4 triệu đô la Mỹ và phiên kết tội sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 9. Nghi can khai y đâm vợ khi tự vệ nhưng cáo trạng lưu ý rằng anh ta chỉ có một vết bầm nhỏ trên mắt cá và những vết cào sức nhẹ trên hai cánh tay mà thôi. Mặc dù bị can tuyên bố tự vệ, nhưng thương tích tối thiểu trên người anh ta trái ngược hẳn với vô số vết thương của nạn nhân. Cáo trạng ghi thậm chí ngay cả khi giả định tuyên bố của bị can rằng nạn nhân gây chuyện trước đúng đi chăng nữa, thì mức độ bạo lực và thương tích mà bị can gây ra cho nạn nhân cho thấy rõ ràng đây là một người ít kiểm soát và thực sự có khả năng gây ra bạo lực cao độ với những người khác. Hai nhân chứng vào tối hôm đó lần lượt gọi điện cho 911 sau khi Chan nhắn tin cho họ biết anh ta đã sát hại vợ theo cáo trạng. Người đầu tiên báo nghi can dự tính gọi điện chào những người khác rồi tự sát trước khi cảnh sát đến. Người thứ hai cho hay y tính ly hôn vợ và bỏ đi vào tối ngày hôm đó. Cảnh sát Seattle đến cơ sở thẩm mỹ, nghi can bước ra cửa trong bộ quần jean áo thun dính máu. Nhân viên thực thi công lực phát giác ra cô Tống đã không qua khỏi. Trong khu vực sinh hoạt phía sau tiệm làm móng, cũng tại đây, cảnh sát tìm thấy hành lý và hộ chiếu của tên này. Nghi can khai anh ta dự tính sang Canada vào tối ngày hôm đó nhưng đồng ý sẽ sửa bồn tắm của họ trước khi đi. Trần cáo buộc bị vợ dí thuốc Novit khi đang làm việc nhưng lại không cung cấp thông tin cụ thể biện minh hành động tự vệ của mình. Nếu bị kết tội thì tên này sẽ đối mặt với mức án có khung hình từ 12 đến 20 năm cộng thêm 2 năm vì đã sử dụng vũ khí gây chết người. Cô Đỗ Thị Kim Quy là bạn của nạn nhân, lập một trang GoFundMe với mục tiêu là 25.000 đô la Mỹ để giúp gia đình cô Tống và hệ thống hỗ trợ. Cho đến tối ngày thứ sáu ngày 20 tháng 8 thì số tiền gây quỹ đã hơn 22.000 đô la Mỹ. Nhiều người chia sẻ là người Việt chúng ta có một thói quen vô cùng gây hại đến chính mình và ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Đó là thói quen nước đến chân mới nhảy. Khác hoàn toàn với người Mỹ, họ có sự chuẩn bị và tính toán và lập kế hoạch cho chính đời sống của mình. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra một cảnh báo vô cùng quan trọng cho những tháng sắp tới đây. Ông David, người đứng đầu Ngân hàng Thế giới, WB, cảnh báo về việc suy thoái kinh tế toàn cầu khi giá lương thực, năng lượng và phân bón đã tăng vọt, theo BBC News cho biết. Trong cuộc gặp gỡ giới doanh gia của Mỹ, ông David nhận định rằng rất khó để mà tìm cách tránh khỏi cuộc đại suy thoái sắp tới đây, và một cuộc đại suy thoái chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông cho biết hàng loạt đợt phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh ở tại Trung Quốc cũng sẽ làm tăng thêm nguy cơ này, bởi lẽ ở Trung Quốc đó là một công trường sản xuất và là nguồn cung ứng ra toàn thế giới. Nhiều hãng xưởng lớn đã đặt ở tại mảnh đất Trung Quốc và rồi trong những tháng vừa qua không còn làm ăn kinh doanh gì được. Thì hẳn nhiên những sản phẩm mà cung cấp cho thế giới sử dụng và cả Hoa Kỳ sử dụng cũng sẽ bị đứt gãy, và người ta gọi đó là đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi chúng ta nhìn vào GDP toàn cầu, thật khó để mà tìm ra phương pháp tránh suy thoái kinh tế như thế nào. Chỉ riêng nói về giá năng lượng đã tăng gấp đôi là đã đủ để mà kích hoạt, ông David nói,
song không đưa ra một dự báo cụ thể chính xác. Tháng trước, Ngân hàng Thế giới đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho năm nay gần 1% xuống còn 3.2%. GDP hay tổng sản lượng nội địa, đó là thước đo tăng trưởng kinh tế và đây là một trong những cách quan trọng nhất để mà đo lường mức độ hoạt động tốt hay xấu của một nền kinh tế và được các nhà kinh tế và ngân hàng trung ương theo dõi chặt chẽ. Chúng ta chỉ nhìn vào một bài toán đơn giản về nguồn năng lượng hay là nguồn lương thực sắp tới trên toàn thế giới. Khi giá phân bón tăng cao gấp đôi, gấp ba, thì những người sản xuất lương thực, các nhà nông, họ sẽ phải đắn đo để mà chuyển đổi hình thức kinh doanh làm ăn của mình. Và thậm chí họ sẽ bỏ đi thói quen trồng trọt trước đây, bởi vì họ sẽ không có lãi, bởi vì giá về chi phí cũng như là phân bón tăng quá cao. Chưa kể trong thời gian vừa qua, liên tục các nhà máy sản xuất lương thực đều bị đốt cháy. Và vừa qua ở tại Kera, nguyên một đoàn tàu chở phân bón đã bị tai nạn và người ta hiểu rằng ở đằng sau những sự việc như vậy phải có một bàn tay can thiệp nào đó. Giữa thời điểm mức giá phân bón đang tăng cao trên toàn thế giới mà lại có những sự việc diễn ra như vậy thì liệu rằng đó có phải là điều bình thường hay không? Nhiều người cũng đặt vấn đề hỏi rằng liệu rằng vựa lúa ở tại Việt Nam, ở khu vực miền Tây Việt Nam, nếu chỉ gặp một vấn đề nhỏ như về vấn đề biến đổi khí hậu và nay con người ta có thể làm ra được mưa đá hay hạn hán và thậm chí lốc xoáy, thì cái chuyện này không phải là vấn đề khó đối với những ai đó muốn cầm cân nảy mực. Chưa kể đến giá phân bón tăng cao thì liệu rằng người nông dân người ta còn trồng lúa hay không? Sao người nông dân có thể sống nổi khi họ trồng cả một mẫu lúa, tức là 10.000 mét vuông lúa mà họ chỉ bán được và đem về tiền lợi nhuận là 15 triệu đồng Việt Nam trong suốt 3 tháng trời? Người nông dân ở miền Tây họ bán lúa ngay trên ruộng của họ và họ chỉ thu được từ 6 cho đến 7.000 đồng một ký lúa mà thôi. Đứng trước tình thế về phân bón tăng cao, năng lượng tăng cao thì tất cả mọi thứ đều tăng giá, trong khi đó giá cả thành phẩm của các sản phẩm mà nhà nông hay các công trường sản xuất mà họ không tăng thì lấy gì mà họ có sinh lời để mà họ tiếp tục kinh doanh và tái kinh doanh sau đó. Nói riêng về tại Việt Nam, nhiều nông dân ở khu vực miền Tây đã chuyển đổi việc trồng lúa lên lập vườn trồng cây ăn trái thì hỏi rằng trong thời gian tới đây lấy đâu ra nguồn lương thực gạo để mà cung cấp cho cả nước Việt Nam và thậm chí để mà xuất khẩu đi nơi đây, nơi đó. Trong khi đó, tình hình hiện tại ở tại Ấn Độ, họ đã cấm xuất khẩu lúa mì và nhiều mặt hàng thiết yếu khác để mà giữ lại cho nguồn an ninh lương thực ở tại quốc gia của họ. Giám đốc Ngân hàng Thế giới ông David nói rằng nhiều nước châu Âu hiện tại còn vẫn phụ thuộc vào dầu của Nga. Ông cho rằng hành động cắt giảm nguồn cung khí đốt của Nga có thể gây trì trệ đáng kể và ảnh hưởng sâu rộng lớn trên toàn châu Âu nói riêng và trên thế giới nói chung. Ông cũng nêu lên lo ngại về tình trạng đóng cửa ở một số thành phố lớn ở tại Trung Quốc, bao gồm trung tâm tài chính, sản xuất và vận chuyển Thượng Hải, đó là cảng biển lớn nhất ở khu vực châu Á và thậm chí đây là cảng biển lớn tầm cỡ trên thế giới. Tất cả hàng hóa đều đổ về đây và ra đi từ đây để phân bổ trên toàn thế giới. Vừa qua, ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Trung Quốc cũng cho hay đợt phong tỏa mới đây đã tác động nặng nề đến nền kinh tế quốc gia hơn so với khi dịch bùng phát lần đầu tiên vào năm 2020. Những biện pháp hiện tại chúng ta thấy đó là những dấu chỉ cho chúng ta biết sắp tới nền kinh tế sẽ ra sao, nguồn an ninh lương thực và an ninh năng lượng ra sao, mọi người có thể dự đoán theo những diễn biến hiện tại để sắp tới có sự chuẩn bị tốt hơn cho mình. Hai ông gốc Việt bị bắt và bị truy tố tội giết người liên quan đến vụ bắn chết một thanh niên ở San Jose. Theo hồ sơ từ cảnh sát và tòa án cho biết, theo nhật báo The Mercury News đã đưa tin, sự việc được báo cáo vào 7 giờ 15 phút vào ngày 2 tháng 4 ở khu Evergreen ở phía đông thành phố.
nơi có khu thương xá lớn của người Á Châu nổi tiếng với chợ Markham Market. Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy một thanh niên bị ít nhất một viên đạn, anh ta thiệt mạng tại hiện trường, và sau đó cảnh sát đã xác nhận nạn nhân là anh Tommy, 23 tuổi, là cư dân của Elk Grove. Sở cảnh sát San Jose SJPD loan báo là bắt ông Johnson Trần Nguyễn, 38 tuổi, và ông Henry Nguyễn, 33 tuổi, cả hai là cư dân của San Jose, liên quan đến sự việc này. Hai ông gốc Việt này bị bắt vào ngày 18 tháng 5. SJPD cho hay trong một thông cáo báo chí, hồ sơ truy tố còn cho biết là ông Henry cũng sinh sống ở Austin, ở Texas. Vào ngày 20 tháng 5, hai ông này bị truy tố về tội giết người, có thêm hình phạt cho tội sử dụng vũ khí. Cả hai bị cáo đang bị tạm giam ở nhà tù Santa Clara County mà không được phép nộp tiền thế chân tại ngoại. Theo hồ sơ, từ nhà tù họ ra tòa lần đầu tiên vào tuần trước và được lên lịch ra tòa trở lại vào ngày 29 tháng 6. Theo đơn truy tố hình sự trong vụ này, ông Johnson còn bị cáo buộc bắn trúng chân một ông khác tại tiệm cà phê của người Việt ở San Jose. Trước đó vào tháng 7 năm 2021, trong vụ đó, ông Johnson bị truy tố tội mưu sát và tấn công bằng súng. Thực tế, trước sự việc này thì cộng đồng người Mỹ Việt chúng ta nói riêng ở tại San Jose cũng khá là xôn xao và bàn tán về những trường hợp mà có liên quan đến đồng hương gốc Việt chúng ta. Theo một nguồn tin khác nói về dự báo khách du lịch trong mùa hè, các hãng hàng không và những địa điểm du lịch dự báo về số lượng khách mùa hè sẽ vô cùng đông đúc vì các biện pháp hạn chế di chuyển đã được gỡ bỏ và mọi người không còn quá sợ hãi với dịch Covid nữa, theo AP cho biết như vậy. Nhiều nhà dự báo nói rằng số lượng du khách sẽ tương đương hoặc là thậm chí vượt qua mức trước đại dịch. Tuy nhiên, hiện nay số lượng nhân sự của các hãng hàng không ít hơn năm 2019 khá nhiều, và điều này đôi khi khiến cho nhiều chuyến bay sẽ bị hủy đi. Những du khách có dự định du lịch mùa hè này có thể sẽ bị sốc vì giá tăng rất cao và tình hình thực tế kinh tế đang lạm phát và khủng hoảng về năng lượng, lương thực khắp nơi. Theo công ty dữ liệu du lịch Hopper, giá trung bình vé máy bay nội địa trong mùa hè là hơn 400 đô một chuyến bay khứ hồi, cao hơn đến gần 30% so với năm 2019. Chỉ những người đặt vé từ 3 hoặc là 4 tháng trước thì mới có hy vọng đạt được giá rẻ mà thôi. Vé cho các chuyến bay quốc tế cũng tăng giá nhưng chỉ khoảng là hơn 10%, và thậm chí giá bay đến châu Âu rẻ hơn 5% so với trước đại dịch, còn khoảng 868 đô la Mỹ cho một chuyến khứ hồi. Các hãng hàng không giải thích giá vé cao hơn là vì nhiên liệu bay tăng gấp đôi so với năm 2019. Không chỉ máy bay, giá khách sạn và mọi dịch vụ cũng tăng khoảng 1/3 so với năm ngoái, và thậm chí có nhiều phương tiện, nhiều mặt hàng tăng gấp đôi. Tốc độ hết phòng tăng rất nhanh. Các khách sạn cho biết giá cao là vì chi phí cung cấp cao hơn, cũng như là tất cả loại chi phí để phục vụ cho khách hàng cao hơn. Bên cạnh đó còn khan hiếm về lao động nữa. Thị trường cho thuê xe cũng sẽ dễ thở hơn với du khách vì các công ty bắt đầu xây dựng lại đội xe của mình. Giá thuê trung bình trên toàn quốc hiện nay là khoảng 70 đô một ngày. Mặc dù là nhiều quốc gia nới lỏng quy định đi lại, thế nhưng vẫn còn một số hạn chế. Điều đáng chú ý là Mỹ vẫn yêu cầu xét nghiệm âm tính trong vòng một ngày kể từ khi bay đến nước này. Hiện nay thì mỗi ngày trung bình Mỹ có đến hơn 2 triệu người đi máy bay và đạt mức 90% so với năm 2019, ít nhất là những thông tin đưa tin như vậy. Và con số chắc chắn vẫn tiếp tục tăng thêm vài trăm ngàn mỗi ngày trong tháng 7. Đó là những thông tin dự báo của những nhà kinh tế. Nhưng thực tế sắp tới đây, tình hình kinh tế thực tế sẽ ra sao? Mọi người chúng ta hãy nhìn những diễn biến thực tại về thiếu hụt về năng lượng dẫn đến giá năng lượng tăng cao, hay là đứt gãy nguồn cung ứng, việc tăng giá khắp nơi, thì chúng ta có thể dự đoán được nền kinh tế sắp tới. Bởi ông bà ta vẫn nói cơn giông ở phía đông vừa trông vừa chạy là như thế. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.